Truyện kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Book Channel xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Độc Cô Hồng, Quyết Kỳ Chủ, qua phần diễn đọc Chương Diệu. Cao Điền Trung lắc đầu nói, ta đã không thực hiện được lời hứa của mình. Y vừa nói vừa hất con chim bồ câu bay trở lại vào trong bóng đêm, rồi đứng thừ người ra như thể bị trời trọng. Giao Tiếp Nhàn không khỏi lo lắng cho y. Thái độ đó của Cao Điền Trung buộc nàng phải lo lắng và cảm nhận được sự bất lành đang ập đến với y. Cao Điền Trung đứng suy nghĩ khá lâu rồi nhìn lại Giao Tiếp Nhàn. Nàng đi nghỉ đi. Giao Tiếp Nhàn nhìn gã. Tiếp Nhàn muốn ở lại với huynh. Không, ta muốn đứng một mình. Ta muốn ở lại đây một mình, khi mặt trời ló dạng thì sẽ quay về Đông Doanh. Huynh rời Trung Nguyên sao? Đã đến lúc ta phải rời Trung Nguyên rồi. Tiếp Nhàn bậm lại hai cánh môi. Nàng lắc đầu nhưng lại không thể thốt được lời nói gì. Tự dưng hai dòng lệ trào ra khóe mắt, mà Giao Tiếp Nhàn chẳng thể nào chủ động được nó. Nàng để mặt cho lệ trào ra lan tỏa dung diện mình. Giao Tiếp Nhàn lắc đầu gượng nói, muội theo huynh có được không? Cao Điền Trung nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt khe khắc và lạnh lùng, y buông một câu ngắn ngủn, không được. Tiếp Nhàn quá đổi bàng hoàng và sửng sốt trước lời nói cục và lạnh lùng đó của Cao Điền Trung. Nàng thốt lại một bộ, nhìn gã như muốn thâu toàn bộ nhân dạng của gã vào con ngươi của mình. Tiếp Nhàn lắc đầu rồi gượng nói, huynh tàn nhẫn quá. Nói dứt lời, Giao Tiếp Nhàn lao dục vào trong Phù Dung Lầu. Cao Điền Trung không gọi nàng lại mà chỉ buông tiếng thở ra. Y bâng quơ nói, Tiếp Nhàn, ta chỉ có thể quay lại Đông Thổ một mình mà thôi. Y nói rồi định nhãn nhìn về phía trước. Từ trong bóng tối, trước mặt của Cao Điền Trung, một người lừng lững bước ra. Người đó chính là kiếm khách Đông Doanh. Y đội chiếc mũ rộng vành có rèm phủ che dung diện. Y thả những bước chân chậm chạp rồi dừng lại khi còn cách Cao Điền Trung đúng 3 trượng. Một khoảng cách y có thể phát động kiếm chiêu lấy mạng họ Cao. Cao Điền Trung và gã kiếm khách Đông Doanh nhìn nhau. Gã kiếm khách trang trọng nói, Cao Điền Trung, ta đến để nhận uy lệnh của một kiếm thủ. Ta biết mình phải làm gì. Nếu như ta quay về Đông Doanh, hãy cho ta nhìn về đất Trung Thổ. Đó là thỉnh nguyện của ngươi. Đúng vậy, ta chấp nhận. Ngươi cũng giống như kiếm sát Cao Đàm. Đất Trung Nguyên có quá nhiều điều để ta phải suy nghĩ. Chẳng biết nơi này có gì mà những đại kiếm khách của Đông Doanh cứ phải bán hồn mình cho mảnh đất này. Nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ hiểu. Nói rồi Cao Điền Trung rút ngọn tiểu kiếm dắt ở bên hông mình. Y nhìn về phía gã kiếm khách Đông Doanh. Hãy đưa ta đi ngay trong đêm nay. Đừng làm kinh động bất kỳ ai tại tòa Phù Dung Trang này. Ngươi không có lời nào để giả từ dời Giao Tiếp Nhàn cô nương sao? Nàng sẽ hiểu ta mà. Ta hy vọng ngươi nói đúng. Ta cảm nhận được điều đó. Cao Điền Trung nói rồi dốc thẳng ngọn tiểu kiếm hướng mũi kiếm vào đan điền mình. Y gượng cười, ta khuyên ngươi cũng nên mau rời khỏi Trung Nguyên. Gã nói rồi dồn sức vào đôi tay để đâm ngọn tiểu kiếm vào đan điền của mình. Hắn chưa kịp thực hiện điều đó thì bất thình lình một đạo chỉ phong đã cắt tới điểm vào tịnh quyệt. Cao Điền Trung rướn người lại rồi đứng trơ ra như thể bị trời trọng. Giao Tiếp Nhàn trong Phù Dung Lầu bước ra. Nàng thở hổn hển nhìn Cao Điền Trung. Huynh không được làm điều này. Cao Điền Trung bị điểm vào tịnh quyệt, nhưng y trừng mắt nhìn nàng rồi khe khắc nói, nàng đừng xen vào, đây là vinh dự và sự tự trọng của ta. Giao Tiếp Nhàn lắc đầu. Nàng bước đến trước mặt gã kiếm khách Đông Doanh. Nhìn gã kiếm khách Đông Doanh, Giao Tiếp Nhàn trang trọng nói, tại sao huynh ấy phải chết chứ? Hắn đã thất ngôn bội ước,
một kiếm khách đông doanh không được thất ngôn bội ước. Nếu thất ngôn bội ước là đánh mất danh dự của mình để chuộc lại danh dự đó thì chỉ có cái chết thôi. Giao Tiếp Nhàn lắc đầu đanh giọng nói, vậy tôn giả có từng thất ngôn bội ước chưa? Con người ta đâu phải cái gì cũng có thể làm được. Nếu có ai đó buộc tôn giả hái sao ở trên trời, mò trăng ở dưới biển, tôn giả nhận lời không làm được thì phải chết hay sao? Gã kiếm khách trầm giọng nói, cô nương dám thế mạng cho y hay không? Giao Tiếp Nhàn nhìn gã, nàng rít một luồng chân khí rồi nói, hãy lấy mạng Giao Tiếp Nhàn này. Lời còn động trên cửa miệng nàng thì gã kiếm khách đồng doanh cứ như theo thói quen bản năng rút ngay thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Tao Điện Trung gào lên, không được. Gã kiếm khách đồng doanh không màng đến lời nói của Cao Điện Trung, y lạnh lùng nói, cái gì khiến cho cô nương đem tính mạng mình thế cho Cao Điện Trung? Giao Tiếp Nhàn từ từ thở ra, nàng ôn nhu nói, tình yêu. Nàng nói ra lời nói đó mà dung diện nóng bừng lên, cứ như là một đứa bé bị bắt gặp quả tang đang làm chuyện tội lỗi. Gã kiếm khách đồng doanh lạnh nhạt nói, tình yêu khiến cô nương quên cả tính mạng của mình sao? Nếu tôn giả yêu thì cũng sẽ biết quý trọng tình yêu như Giao Tiếp Nhàn mà thôi. Nàng ngưng lời nhìn chăm chăm vào gã kiếm khách đông doanh. Gã kiếm khách từ từ nâng kiếm qua đỉnh đầu. Cao Đình Trung lộ vẻ hoảng hốt, y lập bập nói, không, không, đừng làm như vậy. Mặc nhiên với lời nói đó của Cao Điền Trung, gã kiếm khách đồng danh nhạt nhẽo nói, ta chấp nhận lời thỉnh cầu cô nương. Gã nói dứt lời liền dung kiếm chém tới nàng. Ánh kiếm sáng ngời cắt tới, hướng vào thân pháp của Tiếp Nhàn. Cao Điền Trung há hốc miệng, y muốn gào lên thật lớn để ngăn tay gã kiếm thủ kia, nhưng lời đã bị nghẹn lại chẳng làm sao thốt ra được. Những tưởng đầu thần pháp của Giao Tiếp Nhàn sẽ bị chẻ thành hai mảnh, nhưng khi lưỡi kiếm vừa chạm nhẹ vào búi tóc của nàng thì dừng lại mà chuyển thành một thế đâm. Trường kiếm của gã kiếm khách đâm xuyên qua bờ vai của Giao Tiếp Nhàn, rồi thì rút nhanh lại. Máu tươi xối xả trút ra từ vết thương đó. Giao Tiếp Nhàn không hề có chút do dự hay ngần ngại trước chiêu kiếm khốc liệt của gã kiếm khách đồng doanh. Chính ý chí và sự cương liệt đó của nàng buộc gã kiếm khách phải biến chiêu. Gã nhìn Giao Tiếp Nhàn lạnh lùng nói, máu của cô nương sẽ thấm vào lưỡi kiếm của ta, xem như cô nương đã thay Cao Điền Trung thực hiện lời hứa của y. Y buông tiếng thở dài rồi nói tiếp, hôm nay ta mới biết vì sao những đại kiếm khách đồng danh lại dễ dàng chùng chân gục ngã trên mảnh đất Trung Nguyên này. Gã nói đến đó rồi tra kiếm vào vỏ, quay bước đi thẳng một mạch. Gã kiếm khách bỏ đi rồi mà Giao Tiếp Nhàn vẫn còn bàng hoàng. Nàng nghĩ rằng mình đã chết, chết bởi một sát kiếm siêu phàm, nhưng rồi sát kiếm đó đã không giết nàng. Tiếp Nhàn quay lại giải quyết cho Cao Điền Trung, rồi đổ gục xuống bởi máu ra quá nhiều. Cao Điền Trung ôm chầm lấy nàng, Tiếp Nhàn. Giao Tiếp Nhàn nhìn Cao Điền Trung gượng cười nhỏ nhẹ nói, muội không muốn huynh đi đâu, muội muốn ở bên cạnh huynh. Nếu huynh quay về đông doanh thì muội sẽ cùng đi với huynh. Nàng nói rồi nép đầu vào vai của Cao Điền Trung nhắm mắt lại. Cao Điền Trung nghẹn ngào, y nhỏ nhẹ nói, ta sẽ ở bên nàng. Nhìn thể pháp của Hầu Gia Bảo nằm dài trên phiến ngọc thạch, Tinh Phong Vũ như kẻ thất thần thất hồn. Y bước đến sát của Hầu Gia Bảo, nhìn sát Hầu Gia Bảo mà Tinh Phong Vũ lắc đầu, Hầu huynh, huynh không thể làm như vậy được. Tại sao huynh lại tìm đến cái chết chỉ vì không muốn Phong Vũ là người vô dụng vậy chứ? Tinh Phong Vũ trừng mắt rồi thọt tay vào sát của Hầu Gia Bảo. Tại sao huynh làm như vậy chứ? Chàng gào lên, tại sao? Phải chăng Hầu huynh muốn Tinh Phong Vũ phải sống trong nỗi dài dò dai dứt? Tinh Phong Vũ gào tiếp, phải vậy không? Huynh hãy nói cho đệ biết đi, có phải huynh muốn như vậy không? Phải không? Tinh Phong Vũ lại thể xác của Hầu Gia Bảo, chàng thiều thào nói, Hầu huynh, huynh phải nói cho đệ biết, huynh phải nói cho Tinh Phong Vũ biết Hầu huynh phải sống. Mặc cho Tinh Phong Vũ giằng xé mình với cảm giác dày dò đau khổ cùng cực,
Nhưng Hầu Gia Bảo vẫn nằm yên bất động. Y đã là cái xác chết rồi thì đâu màng gì đến nỗi dài dò xót xa của Tinh Phong Vũ nữa. Y đâu còn cảm nhận được gì nữa. Tất cả đối với Hầu Gia Bảo đều là thuộc về dĩ vãng mà y đã quyết định bỏ lại sau lưng của mình mà ra đi. Phong Vũ quốc ngạn rồi nói: Không, Tinh Phong Vũ không muốn Hầu huynh ra đi như thế này. Thà Phong Vũ là kẻ vô dụng còn hơn làm người mang ân tình của Hầu huynh. Ta đã thiếu nợ huynh quá nhiều rồi. Tinh Phong Vũ lắc đầu. Tinh Phong Vũ không muốn thiếu nợ Hầu huynh nhiều hơn nữa. Ta không chấp nhận hiện cảnh này. Tinh Phong Vũ nghiến răng, mím hai cánh môi lại với nhau. Chàng định nhãn nhìn xác của Hầu Gia Bảo. Chàng đăng giọng nói: Cái gì mà Hầu huynh, Tinh Phong Vũ phải trả lại cho huynh. Cùng với lời nói đó, Tinh Phong Vũ với một hành động dứt khoát vận chuyển ngay nguyên thần càn khôn tiên thiên kiếm khí rồi dồn vào thể pháp của Hầu Gia Bảo. Phong Vũ đã dụng được tục hồn đan cùng với y thuật của Khổng Liên. Lúc này đây sinh tử quyền quan của chàng đã được khai thông kinh lạc, cho nên khí công đạt đến đỉnh cao nhất tối thượng, có thể nói là lưu quả thuận thanh. Nên nội lực tiên thiên kiếm khí tuôn trào như dòng nước lũ trút qua thể xác của Hầu Gia Bảo. Một bức màn khí công xanh rờn bao bọc lấy thân pháp của Hầu Gia Bảo. Thời khắc chậm chậm trôi qua, nhưng Hầu Gia Bảo chẳng có một chút biểu hiện nào thay đổi. Y là cái xác chết thì vẫn hoàn toàn là cái xác chết. Trong khi Tinh Phong Vũ thì ướt đẫm mồ hôi với vẻ cạn kiệt mệt mỏi lộ rõ ra bên ngoài. Khổng Liên bước đến Tinh Phong Vũ, nàng nhìn y lắc đầu: Công tử. Vừa nói Khổng Liên vừa điểm chỉ vào huyệt đạo Phong Vũ buộc chàng phải thu hồi chân ngưng về. Phong Vũ nhìn nàng với ánh mắt thất thần: Tại sao? Khổng Liên nhìn chàng: Hầu huynh đã đi xa lắm rồi. Tinh công tử làm như vậy chỉ vô ích mà thôi. Thậm chí vô ích còn ảnh hưởng đến nội lực và chân ngưng cũng như nguyên thần mà công tử vừa lấy lại được. Phong Vũ lắc đầu: Tại hạ không chấp nhận được hiện cảnh này. Tại sao Hầu huynh phải làm như vậy? Huynh ấy có mục đích của huynh ấy. Mục đích chính của huynh ấy là Tinh Phong Vũ. Tinh công tử sẽ không mặc nhân mình mà vô dụng. Huynh ấy còn muốn Tinh Phong Vũ phải là thanh kiếm để trừng phạt cái ác giành lấy công lý. Hầu huynh xứng đáng hơn Tinh Phong Vũ. Xứng đáng hay không xứng đáng thì Hầu Gia Bảo huynh đã quyết định trước rồi. Điều quan trọng lúc này là công tử đừng để cho người ta phải thất vọng về mình. Khổng Liên nói rồi rút mảnh vải của cung khổng đặt vào tay của Tinh Phong Vũ. Nàng nhu nhã rồi nói tiếp: Tinh công tử còn quá nhiều chuyện phải làm. Hầu huynh ra đi có những người còn đau lòng hơn Tinh công tử nhiều lần. Nhưng phải chấp nhận điều này. Ai cũng có số phận riêng của mình cả. Tinh Phong Vũ nhìn Dược Dương thần nữ Khổng Liên: Tại hạ phải làm gì? Cái gì Tinh công tử cảm thấy cần phải làm thì cứ hành động. Khổng Liên sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hầu Gia Bảo. Nàng nói rồi gượng cười với Phong Vũ, buông tiếng thở dài. Dược Dương thần nữ Khổng Liên nhìn lại xác Hầu Gia Bảo. Nàng nhìn xác tiểu hầu chăm chăm như chiêm ngưỡng một báu vật. Khổng Liên ngồi xuống bên xác Hầu Gia. Nàng gượng cười nhưng hai dòng lệ lại tuôn trào ra khóe mắt, vuốt má của Hầu Gia. Khổng Liên lên tiếng nói: Huynh ấy sẽ không còn vướng bận bất cứ phiền toái nào trên cõi tục sinh này, phiền lụy này. Huynh ấy như là một đứa trẻ ngây thơ, không suy tư, không trầm cảm với mọi người. Có lẽ đây chính là ước mơ của huynh ấy. Nàng nhìn lại Tinh Phong Vũ: Công tử hãy xem như Hầu huynh đang ngủ say rồi. Chàng đã đi vào một giấc ngủ không suy tư, không trăn trở và không trằn trọc. Một giấc ngủ vĩnh viễn hằng chối bỏ thực tại. Phong Vũ mím môi lắc đầu: Tất cả cũng tại Tinh Phong Vũ này. Khổng Liên lắc đầu: Không, công tử không nên oán trách mình. Sự ra đi của Hầu huynh là do chính huynh ấy quyết định. Không có ai quyết định được số phận của mình. Nhưng Hầu huynh thì quyết định được. Người quyết định được số phận mình không nhiều lắm đâu. Khổng Liên gượng cười rồi ôn nhu nói tiếp: Nếu Tinh công tử dằn vặt mình thì Khổng Liên e rằng Hầu Gia Bảo cũng sẽ dằn vặt bản thân huynh ấy. Có lẽ những gì huynh ấy còn trăn trở trong kiếp người này, huynh ấy muốn trao lại cho Tinh công tử. Người ra đi thì đã trút bỏ mọi ưu phiền, nhưng người ở lại thì phải gánh vác nó.
Phong Vũ mím môi nhìn sát của Hầu Gia Bảo, càng nuốt nước bọt như nuốt một cục than hồng chẹn ngay cổ mình. Khổng Liên nhìn chàng, tên công tử có thể đi được rồi. Lời nói đó của Khổng Liên như một mũi chủy thủ vô hình đâm thẳng vào tim của Tinh Phong Vũ. Chàng đứng lặng người ra. Phong Vũ như một pho tượng đứng thật lâu trong sự trầm uất của mình. Mãi một lúc sau chàng mới nhìn lại Khổng Liên rồi từ tốn nói: Phong Vũ quay lại bái tạ hầu huynh. Khổng Liên sẽ bế môn thạch mộ sư tôn. Giọng nói của nàng nghe từng trang trọng và quyết đoán. Phong Vũ chỉ còn biết buông tiếng thở dài khi nghe lời nói đó. Chàng nhìn lại xác của Hầu Gia Bảo một lần cuối rồi mới vững bước rời khỏi địa thất. Bước đến ngang ngưỡng cửa, Tinh Phong Vũ nhìn lại Khổng Liên, Tinh Phong Vũ sẽ quay lại. Phong Vũ bước ra khỏi địa thất thì chạm mặt với Nghi Tố Uyên. Nàng đứng quay mặt vào vách đá. Phong Vũ dừng bước bên nàng, chàng định mở miệng nói thì Nghi Tố Uyên đã lên tiếng trước: Tinh công tử đi đi. Phong Vũ nghẹn lời, chàng miễn cưỡng nói: Vì Tinh Phong Vũ mà có quá nhiều người phải đau khổ. Nói dứt lời, Phong Vũ cúi mặt bước đi nhanh như trốn chạy cái gì đó đang đuổi theo sau lưng của mình. Tinh Phong Vũ rời khỏi thạch mộ của thánh thủ y sư Đỗ Từ thì thạch môn cũng đóng sầm lại. Màn sương đêm vẫn còn dày với cảnh giá rét phủ xuống Tinh Phong Vũ. Chàng nhìn ngôi thạch mộ khổng lồ của y sư Đỗ Từ mà nghĩ đến Hầu Gia Bảo và những con người lưu lại trong thạch mộ. Tinh Phong Vũ đứng trước ngôi thạch mộ như một kẻ tội đồ đứng sám hối trước đấng bề trên của mình. Sương đêm tiếp tục phủ xuống người chàng. Sương đêm động trên bờ vai và mái tóc của Tinh Phong Vũ, tạo thành một lớp sương muối như Tinh Phong Vũ đâu còn cảm nhận cái giá rét của sương đêm mang đến cho chàng. Cái lạnh trong tâm của chàng lấn áp cái lạnh của màn sương đêm. Khi ánh bình minh chạm vàng ở cuối đường chân trời, Tinh Phong Vũ mới quay lại thực tại. Chàng nhìn về phía ngôi thạch mộ nhẩm nói: Hầu huynh, Tinh Phong Vũ sẽ không làm huynh thất vọng. Dần nhật quang trồi lên cao, hất ánh nắng ban mai ấm áp xua màn sương đêm. Nhưng Tinh Phong Vũ vẫn còn đứng một lúc thật lâu rồi mới rời ngôi thạch mộ. Tám người vẫn quyết bào đỏ ối như nhuốm máu, dung diện đeo mặt nạ ngọc, lừng lững tiến về phía tòa linh điện. Tòa linh điện bất khả xâm nhập của đương kim hoàng hậu. Và ngay lập tức tám người đó liền bị chặn lại bởi 30 gã cẩm vệ sĩ. Tám gã quyết bào quỷ nhân chẳng nói lời nào mà đồng loạt phát động sát chiêu. Từ trong tay của họ, những chiếc vòng sắt tựa như là những thòng lọng chộp xuống cổ của bọn cấm vệ quân và cắt đứt thủ cấp của chúng. Thủ pháp phát động chiêu thế của những kẻ quyết bào quái nhân này quả là siêu phàm xuất chúng. Chỉ trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cả 30 gã cấm vệ quân đều biến thành những cái xác không đầu. Tiêu trừ bọn cấm vệ quân rồi, tám gã quyết bào y nhân tiếp tục lững lững tiến về tòa linh điện như chỗ không người. Tám người đó để lại phía sau mình một bãi xác người lổn ngổn, tất cả đều mất đầu trông thật là khủng khiếp. Họ đi thẳng một mạch đến cửa tòa linh điện, rồi đồng loạt vỗ chưởng vào cánh cửa kiên cố của tòa linh điện. Cánh cửa khổng lồ bật tung ra, tám người bước vào tòa chính sảnh linh điện. Cả tám gã quyết bào y nhân đều sững bước khi thấy ngay giữa chính tòa linh điện là một ngọn đại quyết kỳ. Đứng bên ngọn đại quyết kỳ đó chính là Tinh Phong Vũ với vẻ mặt lạnh lùng như trát sát. Cả tám gã quyết bào y nhân xăm soi nhìn Tinh Phong Vũ. Cả tám người như cùng một ý niệm buông ra một câu nói ngắn ngủn, chất giọng đầy sát nhân: Thiên hậu gió mỹ nương. Tám gã quyết bào y nhân thốt ra lời nói đó tựa như là những cái xác vô hồn. Họ vừa nói dứt lời thì cũng đồng loạt phát động sát chiêu tử vong tập kích Tinh Phong Vũ. Tám chiếc dòng răng cưa đồng lượt dục ra rồi nhập vào làm một chụp tới chàng. Những chiếc dòng răng cưa lướt đi xé gió nghe như tiếng lụa bị xé, tạo ra thứ âm thanh nghe buốt cả cột sống. Rét! Ngọn đại quyết kỳ trong tay của Tinh Phong Vũ cắt ra như một lưỡi dao khổng lồ công phá tám chiếc dòng răng cưa.
Cả 8 chiếc dòng răng cưa đều bị ngọn đại quyết kỳ đánh bật văng ngược trở lại. 8 gã quyết bào quỷ nhân điểm mũi dày lướt dục tới, một tay thợp lấy binh khí, tay còn lại cùng phối hợp phát động chưởng công. 8 đạo quy kình ào ào hướng tới Kinh Phong Vũ, không né không tránh những đạo chưởng công đó. Phong Vũ phát động luôn tuyệt thế võ công Tiên Thiên Càn Khôn Kiếm Khí. Một làn khí công xanh rờn với hình lưỡi kiếm khổng lồ xuất hiện, đón thẳng đỡ thẳng, lấy 8 đạo khí chưởng như Di Sơn Đạo Hải kia. Cả 8 đạo khí chưởng bị vỡ tan bởi quy lực vô biên của kiếm khí Càn Khôn. Khi 8 đạo khí chưởng vỡ tan thì 8 gã quyết bào y nhân diện quỷ cũng liên hợp phát động tiếp những chiếc dòng răng cưa chết chóc tập kích chàng. Cả 8 người này như chẳng hề biết đến sự sống hay chết. Khi tận một sở thị uy lực của kiếm khí, họ giống như là những cái xác chết được điều khiển hành sự theo những gì đã thâm thấu vào đầu, mới không tỏ vẻ ra một chút e dè gì trước tuyệt thế công phu của Tinh Phong Vũ. 8 chiếc dòng răng cưa tợ như 8 lưỡi ma hoàng với uy lực xẻ núi xẻ đồi cắt tới Tinh Phong Vũ. Phong Vũ điểm mũi dày lướt trên cao 4 trượng. Những chiếc dòng răng cưa công hụt chàng chạm vào nhau, chát một tiếng. Chúng chạm vào nhau rồi bật ngược trở lại. Cả 8 gã quyết bào quỷ nhân lại tung mình tới, dương tay bắt lấy binh khí của mình. Thủ pháp của những gã này cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác. Tinh Phong Vũ đâu để cho những gã đó đạt được mục đích, trong khi những chiếc ma hoàng là những miếng mồi buộc những gã quyết bào y nhân phải dồn tâm trí đoạt lại, thì Phong Vũ lại tỏ như là một con mãnh thú dơi 8 gã đó. Làn kiếm khí Tiên Thiên xanh rờn xuất hiện ngay trên đôi bản thủ của chàng. Thân pháp của Tinh Phong Vũ như nhập vào làn kiếm khí Tiên Thiên, dục lướt đi như là một tia sét trời. Cả một khoảng không gian khổng lồ của gian chính sảnh tại tòa linh điện chìm trong màn kiếm khí xanh rờn đó. Mọi sự diễn biến ra trong chớp mắt rồi trở lại với bình thường. Khi mọi sự trở lại bình thường thì 8 gã quyết bào y nhân diện quỷ đã biến thành những khúc thịt. Họ đã phải tiếp nhận một cái chết không toàn thây. Nếu có ai chứng kiến cái chết của 8 gã quyết bào y nhân diện quỷ, hắn sẽ phải phiêu hồn lạc phách trước sát công khủng khiếp của Tiên Thiên Càn Khôn Kiếm Khí. Tinh Phong Vũ đứng dạng chân nhìn 8 cái xác chết nham nhở thì vẻ ghê rợn đó, chân diện của chàng băng giá chẳng chút biểu cảm gì. Phong Vũ nhạt nhẽo nói: "Vì thiên hạ các người phải chết." Từ phía sau bức bình phong, Thiên Hậu bước ra. Tinh Phong Vũ nhìn Thiên Hậu ôm quyền thủ lễ rồi nói: "Hoàng hậu, tiểu dân đã chứng minh cho hoàng hậu thấy điều tiểu nhân đã nói. Thiên hậu và tiểu nhân phải vì thiên hạ." Hoàng hậu Võ Mỹ Nương bước đến trước mặt của chàng: "Ta đã hiểu thiên chức của mình." Buông một tiếng thở dài, Thiên Hậu tự tốn nói: "Dần vì quý xã tắc, thứ chi quân di khinh." Tinh Phong Vũ quỳ trước mũi hài của Thiên Hậu. Thiên Hậu đỡ chàng đứng lên rồi tự tốn nói: "Ta sẽ vì thiên hạ, tạ ơn hoàng hậu." Thiên Hậu nhìn lại bức bình phong với hình chim phượng hoàng xòe cánh biểu thị quyền năng uy nghi của nó. Nhìn cánh chim phượng hoàng xòe cánh, Thiên Hậu trang trọng nói: "Bổn hậu sẽ đăng cơ." Thiên Hậu từ từ nhắm mắt lại như chìm đắm trong những suy tư của mình. Người từ từ mở mắt nhìn cánh chim phượng hoàng trang trọng nói: "Lịch sử sẽ phán xét ta, nhưng tất cả sẽ vì thiên hạ." Chiếc kiệu lộng lẫy của Tàu Công Công do 8 gã phu đại lực khiêng thoăn thoắt tiến về phía dương phủ của Tứ Dương gia. Khi chiếc cổ kiệu dừng lại trước ngưỡng cửa tòa biệt lầu chính sảnh của Tứ Dương gia thì đích thần của Tứ Dương gia từ trong bước ra nghênh tiếp. Chờ cho Tứ Dương gia dán rèm kiệu, Tào Điển mới bước xuống. Không màng đến Tứ Dương gia, Tào Công Công rít một làn chân khí căn phòng lồng ngực, mời chắp tay sau lưng ung dung tiến vào tòa chính sảnh biệt lầu. Còn Tứ Dương gia thì nói bước theo sau. Tào Công Công đi trước, Tứ Dương gia theo sau. Hoạt cảnh đó khiến cho người ta phải liên tưởng Tứ Dương gia là thuộc hạ thân tín của Tào Điển Công Công thì đúng hơn. Vào trong gian chính sảnh, Tào Công Công chễm chệ ngồi xuống tràng kỹ,
lão tựa lưng vào trạng kỹ, đặt tay lên bàn, những ngón tay nhịp nhẹ nhẹ cùng với vẻ mặt trầm tư nhìn Tứ Dương gia. Tứ Dương gia ôm quyền thủ lễ, miễn cưỡng nói: "Tào Cận Tâm." Tào Điển lắc đầu: "Chủ nhân." Chính diện của Tứ Dương gia hơi đỏ hồng, y miễn cưỡng nói: "Dạ, chủ nhân." Tào Điển khẽ gật đầu: "Tốt, ngươi ngồi xuống đi, kẻo có người nhìn thấy đó." Họ lại dị nghị. Một Tứ Dương gia, người của hoàng tộc, lại đứng hầu một tổng quản nô tài. Tào Điển nói rồi ngửa mặt cười khẩy. Tứ Dương gia phải khẽ thở ra mới nhẹ được những nỗi u uẩn ở trong tâm của mình. Rồi y miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Tào Điển. Tứ Dương gia bưng chén trà bày sẵn ở trên bàn từ tốn nói: "Tào công công dùng trà, cứ để đó cho bổn tọa." Tứ Dương gia khẽ buông tiếng thở dài rồi nói: "Chủ nhân hẳn đã biết chuyện xảy ra tại linh điện của hoàng hậu. Chính vì chuyện đó mà bổn tòa đến gặp Tứ Dương gia đây." Tào Điển công công thốt vừa xong lời nói, liền tiếp tục nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Tứ Dương gia miễn cưỡng nói: "Chủ nhân, người phò trợ cho hoàng hậu là ai?" "Tình Phong Vũ." Tứ Dương gia nhíu mày: "Tình Phong Vũ? Không phải Tình Phong Vũ đã bị chủ nhân phế bỏ võ công rồi sao?" Tứ Dương gia vừa nói vừa quan sát chân diện của Tào Điển. Tào công công tiếp tục nhịp những ngón tay xuống mặt bàn, y vừa nhịp những ngón tay vừa nói: "Thằng tiểu tử Tình Phong Vũ đúng là đã bị bổn tòa phế bỏ võ công, nhưng y là có thể phục hồi công lực. Không chỉ phục hồi công lực mà y có thể thấu hiểu thiên cơ." Tào Điển đứng lên nói tiếp: "Trước đây trong mắt của bổn tòa, kẻ đáng ngại chính là Hầu Gia Bảo, còn Tinh Phong Vũ không nằm ở trong mắt của bổn tòa. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn trái ngược lại. Chính Tinh Phong Vũ lại là khắc tinh của bổn tòa, chính là thân mạng của tiền đế. Bổn tòa đã sai một nước cờ." Tào Điển đứng lên thuận tay bưng chén trà. Lão đưa chén trà lên mũi ngửi. Đôi chân mày của Tào công công nhíu lại, lão đặt chén trà xuống bàn. Lão nhìn Tứ Dương gia: "Đây là trà gì đây?" Tứ Dương gia đứng lên ôm quyền: "Dạ, đây là bách hoa trà, thứ trà quý được tẩm hương của trăm loài hoa, chỉ có trong nội thành." Tào Điển nhíu mày rồi lắc đầu nói: "Bổn tọa không thích thứ trà này. Sau này tiếp đãi bổn tọa, Tứ Dương gia phải dùng Trảm Mã trà pha cho ta dùng đó." Tứ Dương gia gật đầu: "Chủ nhân, bổn dương sẽ nhớ. Sau này chủ nhân ghé đến, bổn dương sẽ dùng Trảm Mã trà hầu tiếp chủ nhân. Tất cả những cái gì ngon, cái gì quý trên thế gian này, thải đều có máu mới ngon mới quý. Bổn dương sẽ ghi nhớ lời của chủ nhân." Tào Điển khẽ gật đầu rồi ngồi xuống tràng kỹ, nhìn Tứ Dương gia. Tào Điển nói: "Thầy trà." Tứ Dương gia bối rối: "Chủ nhân, trong dương phủ." Tào Điển lắc đầu. Vừa lắc đầu, Tào công công vừa khoát tay: "Với bổn tòa thì không có ngày mai, với thiên tử thì cái gì cũng phải có, thay trà đi." Tứ Dương gia đứng lên ôm quyền nói: "Bổn dương sẽ thay trà." Đích thần Tứ Dương gia bưng chén trà của Tào Điển ra sau hậu đường, một lúc sau mới trở lên. Tứ Dương gia ôm quyền nói: "Chủ nhân chờ một chút, bổn tòa đã có thừa thời gian để chờ chén trà của mình thích mà." Tào Điển nói rồi nghe cảm, y lại đặt tay lên bàn nhịp những ngón tay vừa suy nghĩ. Tứ Dương gia nhìn Tào Điển miễn cưỡng nói: "Chủ nhân, Tinh Phong Vũ sẽ làm gì kế tiếp?" Những ngón tay của Tào Điển càng nhịp nhanh hơn, lão có vẻ đắn đo và suy tư căng thẳng. Tào Điển bâng quơ nói: "Tại sao Tinh Phong Vũ lại cứu thiên hậu? Nếu theo lẽ thì hắn phải bảo vệ cho hoàng thượng chứ, sao hắn lại hướng tới thiên hậu?" Tào Điển gia càm rồi định nhãn nhìn Tứ Dương gia, tiếp nhận cái nhìn khắc khe và quyền quy của Tào Điển. Tứ Dương gia miễn cưỡng cúi mặt nhìn xuống. Tào Điển khẽ gật đầu rồi nghiêm giọng nói: "Tình Phong Vũ như thể muốn thiên hậu đăng cơ." Tứ Dương gia nhìn sững Tào Điển: "Thiên hậu đăng cơ?" Tứ Dương gia lắc đầu: "Chuyện đó không thể xảy ra được. Hàng ngàn năm nay có bao giờ nữ nhân ngồi trên ngôi cửu ngũ?" Tào Điển đứng lên chắp tay sau lưng lão trang trọng nói: "Từ ngàn năm nay nữ nhân không bao giờ lên ngôi cửu ngũ, đó là cái lý của muôn đời này."
Đào Điển buông tiếng thở ra rồi nói tiếp. Cái lý lẽ đó đúng là của muôn đời thật, nhưng đó lại là cái lý lẽ của con người lập ra. Còn chân mạng thiên tử thì lại thuộc về Thượng Đế. Chân mạng thiên tử không phân biệt nữ giới hay nam giới. Chính điều đó mới là điều quan trọng. Bốn tòa cũng cảm nhận được điều này. Tứ Dương Gia lắc đầu, thật là vô lý. Tào Điển phá lên cười the thé, y vừa cười vừa nói. Với Tứ Dương Gia đó là điều vô lý nghịch đạo, nhưng lại đúng như bốn tòa cảm nhận. Nếu Tứ Dương Gia đăng cơ thì bốn tòa sẽ là người chủ của Tứ Dương Gia. Dương Gia chỉ là cái bóng của bốn tòa trước thiên hạ mà thôi. Với thiên hậu thì sao lại không có chuyện buôn màn nhiếp chính chứ? Tào Công Công cười khẩy. Có thể làm được điều đó, mà bức màn buông xuống giữa điện Thái Hòa thì có khó gì đâu. Tứ Dương Gia nhìn sững Tào Điển Công Công. Thiên hậu không thể làm như vậy được. Còn gì là thể thống của hoàng triều dân tộc? Cái gì cũng có thể làm được mà. Bởi đó là chân mạng thiên tử. Người có chân mạng thiên tử thì làm được tất cả. Tứ Dương Gia đanh mặt. Chủ nhân, phải ngăn chuyện này lại. Nếu bổn tòa không có ý ngăn chuyện đó thì chẳng đến Dương phủ làm gì. Tứ Dương Gia khẩn thiết nói. Chủ nhân, vậy bổn Dương phải làm gì? Tào Điển nhịp những ngón tay xuống mặt bàn rồi đứng lên trang trọng nói. Còn bổn tòa thì thiên hậu không bao giờ giữ được chân mạng thiên tử của mình. Để chân mạng thiên tử của thiên hậu tỏa sáng còn phải vượt qua biết bao khó khăn nữa. Thậm chí còn phải đổi bằng cái mạng nữa. Tứ Dương Gia trang trọng nói. Chủ nhân đang giữ thần khí Long Quy. Không sai. Chỉ khi nào bổn tòa chết thì thiên hậu mới tỏa sáng chân mạng thiên tử. Bổn tòa thì lại không bao giờ chết. Tào Điển nhìn Tứ Dương Gia. Tứ Dương Gia. Tứ Dương Gia ôm quyền. Có bổn Dương. Nhìn lơm lơm vào mắt của Tứ Dương Gia, Tào Điển nghiêm giọng nói. Bổn tòa nghĩ Tinh Phong Vũ sẽ tìm đến Dương Gia. Nghe lời nói này của Tào Điển, Tứ Dương Gia sầm hẳn nét mặt. Y miễn cưỡng nói. Tinh Phong Vũ tìm đến bổn Dương. Hắn tìm đến để làm gì? Tên tiểu tử thúi đo sẽ tìm đến Tứ Dương Gia là bởi vì Tứ Dương Gia là đại thiện Bồ Tát trong con mắt của bá tính. Tào Điển nhìn Tứ Dương Gia vừa da cầm vừa cười khẩy. Tứ Dương Gia đó sẽ giết chết bổn Dương phải không? Không sai. Hắn sẽ sát tử Tứ Dương Gia. Đó là cách duy nhất để thiên hậu chứng tỏ chân mạng thiên tử của mình. Tứ Dương Gia đành nét mặt nghiến rằng. Tên tiểu tử này đáng chết. Tên tiểu tử đó không thể chết đâu. Bởi sau lưng hắn giờ đã có thiên hậu. Chủ nhân, vậy phải làm gì bây giờ? Tào Điển phá lên cười the thé, y vừa cười vừa nói. Tứ Dương Gia đừng quá khẩn trương như vậy. Bốn tòa đã có cách để đối phó với gã tiểu tử thối này rồi. Tào Điển hừ nhạt rồi nói tiếp. Tên tiểu tử này muốn lấy đá giá trời ư. Hắn tự tìm đến cái chết như cha của hắn mà thôi. Tào Điển vũ ống tay áo, mặt trầm ngâm hẳn lại. Để xem hắn làm gì được. Tào Điển vừa dứt lời thì bất thình lình từ ngoài cửa một ngọn đại quyết kỳ khổng lồ lao vào dùng dục. Tứ Dương Gia giật mình. Không không. Tào Điển giương tay hữu trảo của Tào Điển với sắc màu đỏ thẫm thợp lấy ngọn quyết kỳ. Ngọn đại quyết kỳ nằm gọn trong hữu trảo của Tào Công Công. Lão gắt giọng nói như quát. Tình Phong Vũ. Vừa nói Tào Công Công vừa ghim ngọn quyết kỳ xuống sàn gạch rồi lắc vai lướt dục ra ngoài. Bên ngoài vắng vẻ như tờ, không một bóng người nào. Trần diện của lão Tào Công Công đanh hẳn lại. Lão lớn tiếng gọi tên chàng. Tình Phong Vũ. Tình Phong Vũ từ sau một phiến đá bước ra. Tào Điển nhìn chàng lơm lơm như muốn ăn tươi nước sống chàng. Tình Phong Vũ, người dám khiêu khích bổn tòa sao? Bổn thiếu gia không phải khiêu khích với lão, mà là sẽ đối đầu với lão. Bàn cờ của lão, bổn thiếu gia đã đọc được và đã phá được bàn cờ đó. Bổn thiếu gia sẽ không cho lão đi nước cờ cuối cùng để đạt được mục đích của mình. Hãy nhớ lấy lời nói đó của Tình Phong Vũ ta. Chàng vừa nói vừa lắc vai điểm mũi giày lướt dứt đi. Tào Điển nghiến răng rồi nói với theo. Tình tiểu tử, người có dám ở lại không? Phong Vũ phát tràn tiếu ngạo sang sảng với chất giọng khiêu khích. Tiếng cười của Tinh Phong Vũ làm cho Tào Công Công uất ức hơn. Lão đành giọng nói. Người nên nhớ Mạc Nhiễm Hương còn ở trong tay của bốn tòa.
Lão nói dứt lời thì nhân dạng của Tinh Phong Vũ đã mất hút rồi. Mặt Nhiễm Hương đứng trầm tư bên dòm cửa. Nàng dõi mắt nhìn về phía hoa viên đang chuyển sắc màu trong buổi hoàng hôn. Thỉnh thoảng nàng lại buông khẽ một tiếng thở dài ngao ngán. Chỉ nghe tiếng thở dài của Mạc Nhiễm Hương đủ thấu hiểu tâm sự ủ rũ trong nàng. Thánh Mẫu. Khi Tuyết Ngân lắc đầu, đừng gọi Tuyết Ngân là Thánh Mẫu. Tuyết Ngân chẳng còn là Thánh Mẫu nữa. Chị Tuyết Ngân bước đến trước mặt của Mạc Nhiễm Hương. Tuyết Ngân biết tâm trạng của Nhiễm Hương lúc này như thế nào. Ngày mai Nhiễm Hương sẽ lên kiệu đến phủ Dương gia để trở thành hầu thiếp cho tứ Dương gia. Tuyết Ngân nghĩ đây là âm mưu của Tào Công Công. Nhiễm Hương, nàng phải rời khỏi chỗ này. Nhiễm Hương buông tiếng thở dài rồi nói. Nhiễm Hương muốn rời lắm, nhưng mọi ánh mắt đều đang dõi theo Nhiễm Hương. Tỷ tỷ, Nhiễm Hương phải rời khỏi đây bằng cách nào? Chị Tuyết Ngân nhìn Nhiễm Hương. Tuyết Ngân sẽ thay thế mặt Nhiễm Hương. Nhiễm Hương tròn mắt nhìn Chi Tuyết Ngân, thư thư. Nếu Nhiễm Hương quyết tâm rời khỏi chỗ này, thì sẽ rời khỏi được thôi. Tuyết Ngân sẽ thay Nhiễm Hương đến Dương Phủ. Nghĩa Phủ sẽ phát hiện ra sự tráo đổi này. Mặt Nhiễm Hương vừa thốt dứt lời thì Tào Công Công đã bước vào. Không sai, không có cái gì qua mặt được bản tọa đâu. Mặt Nhiễm Hương và Chi Tuyết Ngân nhìn lại Tào Điển, hai người với vẻ mặt hoang mang. Mặt Nhiễm Hương miễn cưỡng nói. Lão gia, Tào Công Công nhìn nàng, Nhiễm Hương khom người xuống hành lễ. Tào Điển gia cầm rồi định nhãn nhìn lại Chi Tuyết Ngân. Chi Tuyết Ngân không như Mạc Nhiễm Hương thản nhiên đối nhãn cùng với Tào Điển. Tào Điển chấp hai tay sau lưng bước đến trước mặt của Chi Tuyết Ngân. Nàng hận ta lắm có phải không? Chi Tuyết Ngân nhìn Tào Điển bằng ánh mắt phượng lạnh lùng và chai sạn. Kẻ ta hận nhất trong đời chính là ngươi. Ngươi đã hủy hoại cả cuộc đời của Chi Tuyết Ngân ta. Đừng trách ta mà hãy trách nàng. Nàng đã không thuộc về ta thì ta phải quý hoại nàng. Thốt ra lời nói đó, chân diện của Tào Điển đã đanh hẳn lại. Bốn tòa đã vì chút tình xưa mà giữ nàng ở lại đây, nhưng nàng lại tiếp tục làm cho ta thất vọng. Đặt tay lên vai của Chi Tuyết Ngân, Tào Điển toan nói tiếp, nhưng bất thình lình Chi Tuyết Ngân hất tay Tào Điển ra. Đôi chân mày của Tào Điển nhíu lại. Lão nhìn Chi Tuyết Ngân gần như là không chớp mắt. Lão chợt ngửa mặt phá lên cười khành khạch. Vừa cười Tào Điển vừa nhún vai. Ta chẳng còn gì để nói với nàng. Y rít một làn chân khí căng phòng lòng ngực, rồi lớn tiếng nói. Âu Dương Chấn Hưng. Sắc tình Âu Dương Chấn Hưng hối hả bước vào, y ôm quyền cúi rạp người xuống. Chủ nhân phán lệnh. Tào Công Công toan phán lệnh thì Mạc Nhiễm Hương vội vã lên tiếng. Nghĩa phụ, ta không muốn Nhiễm Hương xen vào chuyện này. Có công thì hưởng, có tội phải trừng trị. Lão nhìn lại sát tình Âu Dương Chấn Hưng đành giọng nói. Bổn tòa trao thánh mẫu cho ngươi, ngươi hãy giám sát Chi Tuyết Ngân tại tình lầu. Chi Tuyết Ngân nhướng mày nhìn Tào Công Công. Ngươi... Tào Công Công cười khải và nói. Nàng đã muốn có nhiều nô tình quỳ dưới chân của nàng, thì hôm nay nàng sẽ là một ả nô tình quỳ dưới chân người khác. Không chỉ quỳ gối với những anh hùng hào kiệt, mà quỳ gối cả với những tên vô danh tiểu tốt tại tình lầu nữa kìa. Tào Điển nói rồi vũ ống tay áo quay mặt nhìn lại Mạc Nhiễm Hương. Đi đi. Xác định Âu Dương Chấn Hưng thợp lấy Chi Tuyết Ngân. Chi Tuyết Ngân gắt giọng nói. Tào Điển, ta hận ngươi. Chi Tuyết Ngân bị Âu Dương Chấn Hưng đè đưa ra khỏi thư phòng. Rồi Tào Công Công mới nhìn lại Mạc Nhiễm Hương. Ánh mắt khe khắc của Tào Điển, nàng phải hoang mang bồn chồn. Mạc Nhiễm Hương không làm sao kềm chế được những cảm xúc bồn chồn hoang mang trước ánh mắt của Tào Điển. Nàng miễn cưỡng cúi mặt nhìn xuống Lý Nhí nói. Lão gia. Tào Điển cười khải và nói. Nhiễm Hương, có bao giờ Nhiễm Hương phản bội ta không? Nhiễm Hương lắc đầu. Nhiễm Hương không dám. Trong tâm của Nhiễm Hương, lão nhân gia là người Nhiễm Hương tôn kính. Tào Điển gật đầu. Tốt rồi. Tất cả những ai phản bội ta đều phải nhận một kết cục chẳng có tốt chút nào đâu. Thậm chí là một kết cục ê chề chẳng khác gì ả thánh mẫu Chi Tuyết Ngân kia. Nhiễm Hương vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Tào Công Công chắp tay sau lưng. Ngày mai Nhiễm Hương sẽ lên kiệu về Dương Phủ hầu thiếp cho tứ Dương gia. Nhiễm Hương ngẩng mặt nhìn lên. Lão gia, Nhiễm Hương đã là người của họ Tinh.
Diễm Hương đã là Tinh phu nhân rồi. Tào Công Công phá lên cười, lão vừa cười vừa nói. Hôm qua Nhiễm Hương là Tinh phu nhân, nhưng ngày mai sẽ là trang cành vàng lá ngọc của Dương phủ. Sau này Nhiễm Hương sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Tất cả đều có thể thay đổi và diễn ra đúng theo ý của ta mà. Nhiễm Hương lắc đầu. Nghĩa phụ, Nhiễm Hương làm vậy thì vô hình trung, tự biến mình thành người bất nghĩa bất đạo. Thiên hạ nghĩ sao về nghĩa phụ và con? Thiên hạ là những kẻ được ta chăn dắt, thì Nhiễm Hương cần gì phải để tâm đến thiên hạ? Nhiễm Hương phải có chức nghiệp mà ta đã lựa chọn cho Nhiễm Hương chứ. Tào Công Công đặt tay lên vai nàng. Định mạng của Nhiễm Hương là như vậy đó. Nhiễm Hương sẽ không cãi lại được định mạng của mình đâu. Nàng cúi mặt nhìn xuống. Tào Điển điểm một nụ cười nhẹ nhẹ rồi vỗ lên vai nàng. Nghĩa nữ của ta sẽ là đấng mẫu nghi thiên hạ. Đó cũng chính là chức nghiệp của Nhiễm Hương phải gánh vác. Nhiễm Hương không được để ta thất vọng đâu nghe. Tào Công Công nói rồi khẽ gật đầu trước khi quay bước rời khỏi thư phòng của Mạc Nhiễm Hương. Khi đóng cửa lại, Nhiễm Hương thẫn thờ như kẻ mất hồn. Nàng cảm nhận mình quá nhỏ nhoi và lạc lõng trong gian phòng này. Một sự lạc lõng và trơ trụi tạo nên cảm giác nặng trĩu trong tâm trí của nàng. Nhiễm Hương buông tiếng thở dài rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, dõi mắt nhìn về phía hoa viên. Bóng tối đang bao trùm muôn cảnh vật bên ngoài, phát lên cho chúng một màu đen thâm thẳm. Nhiễm Hương nghĩ thầm, ta là thứ gì trong cuộc đời này đây? Ý niệm đó lướt qua cảm giác nặng trĩu đang đè lên tâm thức nàng. Nhiễm Hương cố tâm thức theo ý niệm riêng tư, nhưng ý niệm đó buộc nàng phải tiến đến một cuộc trốn chạy. Nàng sẽ trốn chạy khỏi thực tại, trốn chạy những con người hiện hữu ở bên nàng. Khi nghĩ đến cuộc trốn chạy đó, Nhiễm Hương bất giác cảm thấy mình bất lực và vô vọng. Nàng quá nhỏ nhoi trước bàn tay biến hóa của Tào Công Công. Nhiễm Hương bất giác nghĩ tới Chi Tuyết Ngân mà rùng mình cùng với lớp da ốc nổi đầy khắp cả người, cùng với cái rùng mình không làm chủ được mình. Nhiễm Hương cảm nhận ra ai đó đang dõi mắt nhìn mình. Nàng lại rùng mình một lần nữa rồi từ từ quay lại. Tinh Phong Vũ trong bộ trang phục giả hành bó chẽn đứng sau lưng của nàng từ bao giờ mà nàng không phát hiện được. Nhiễm Hương sững sờ nhìn Phong Vũ. Phong Vũ với vẻ mặt nghiêm và lạnh lùng nhìn nàng. Vẻ mặt đó của Phong Vũ khiến cho nàng hụt hẫng. Phong Vũ bước lại trước mặt nàng. Chàng buông tiếng thở dài rồi tự tốn nói, Hầu gia Bảo huynh đã đi rồi. Mặt Nhiễm Hương quá đổi sửng sốt trước cái tin này của Phong Vũ. Nàng thừ người ra nhìn chàng. Hầu huynh. Phong Vũ nắm lấy tay nàng. Ta không thể giấu nàng điều đó. Ta vào đây cũng chỉ để nói với nàng điều đó. Buông tiếng thở dài, Tinh Phong Vũ nói tiếp. Hầu huynh vì Tinh Phong Vũ mà ra đi. Huynh ấy đã quyết định như vậy. Hai dòng lệ trào ra ánh mắt của Nhiễm Hương. Huynh ấy có nói gì với Tinh Phong Vũ không? Phong Vũ nhìn vào mắt của Nhiễm Hương. Huynh ấy nói về nàng, nàng đã chờ đợi ta. Nhiễm Hương đã nói với hầu huynh lời nói này. Nhiễm Hương nói dứt liền cúi mặt nhìn xuống. Tinh Phong Vũ nắm lấy tay nàng. Nhiễm Hương, hầu huynh đã cho Phong Vũ thấy lại mình, cho nên Phong Vũ biết mình phải làm gì chứ không chỉ có hận thù. Nhiễm Hương nhìn Phong Vũ. Phong Vũ đã tìm lại được chính mình rồi. Phong Vũ khẽ buông tiếng thở ra rồi gượng nói, thiên hạ chính là điều mà hầu huynh đang nghĩ đến. Tinh Phong Vũ cầm lấy tay của Nhiễm Hương ôn nhu nói tiếp, hầu huynh đã ra đi và ta sẽ không làm cho huynh ấy thất vọng. Nhiễm Hương cúi mặt nhìn xuống mũi hài, nàng lý nhí nói, Phong Vũ, ngày mai lão nhân gia sẽ đưa muội đến Dương phủ của Tứ Dương gia. Phong Vũ đã biết điều này, muội phải làm sao đây? Phong Vũ nhìn vào mắt nàng, nàng có đủ dũng lực không? Có chấp nhận sự hy sinh vì thiên hạ không? Phong Vũ muốn Nhiễm Hương kháng lại lão nhân gia. Nàng là Tinh phu nhân. Nhiễm Hương mím hai cánh môi vào lại với nhau. Nhiễm Hương vẫn còn là Tinh phu nhân trong mắt của Phong Vũ sao? Điều đó là vĩnh hằng. Nhiễm Hương nhìn vào mắt của Phong Vũ. Huynh muốn muội làm gì? Phong Vũ nhìn chằm chằm vào mắt của Nhiễm Hương. Bất giác Phong Vũ ôm ghì lấy Nhiễm Hương vào lòng mình.
Lúc đầu nàng còn ngập ngừng, nhưng sau đó thì ôm chặt lấy chàng. Nhiễm Hương nghẹn ngào nói: "Vì hầu huynh có phải không? Tất cả vì hầu gia bảo huynh, và cũng vì thiên hạ." Khổ Kiệu Hoa tráng lệ và lộng lẫy, do tám gã đại lực phu kiệu điều khiển. Đi theo Khổ Kiệu là hai hàng nha sai, trên dưới 40 người. Dẫn đầu đoàn Kiệu Hoa là ba đại cao thủ của giới võ lâm, đó là Tu La Khách Thạch Khởi, độc thủ thư sinh Dương Định Khôi và lão độc vật Đàm Tiết Quan. Đoàn Kiệu Hoa vừa dừng lại trước ngôi Tam Quan Dương Phủ thì một ngọn đại quyết kỳ dùng dục lướt tới ghim xuống ngay ở giữa Tam Quan. Đinh Phong Vũ như cánh chim cắt lướt dục tới, đứng ngay trên đỉnh ngôi Tam Quan. Trong bộ bạch y thư sinh trắng toát, chàng vừa thanh tú lại vừa uy nghi như một vị thiên thần. Lão độc vật Đàm Tiết Quan nhìn Đinh Phong Vũ: "Tiểu tử to gan dám cản Kiệu Hoa, có gì mà bổn thiếu gia không dám làm chứ?"